Mình tên là Trịnh Gia Bảo, năm nay mình 8 tuổi. Mình học trường tiểu học Tô Vinh Diện, lớp 3-1. Mình sống ở thành phố Hà Nội. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về dự án khỉ hồng chuối mình. Đầu tiên là mình sẽ chạy cho các bạn xem. Nếu mà thua thì nó sẽ hiện thế này. Còn nếu thắng thì sẽ bắn pháo hoa và chiến thắng. Mình thích nhất là nhân vật quả chuối vì nó có thể đổi các trang phục. Nếu chạm vào trang phục chuối bị chuột cắn thì sẽ bị trừ 1 điểm. Còn nếu chạm vào trang phục chuối thường thì sẽ được cộng 1 điểm. Còn nếu chạm vào trang phục chuối thối thì sẽ bị thua cuộc. Nhân vật khỉ mình lập trình bằng cách nhấn mũi tên trái hoặc phải để đi sang trái, bên trái và bên phải. Khi đạt mấy điểm thì chuyển sang thông báo chiến thắng. Nếu không điểm, nếu nếu score bằng 0 thì sẽ không có quả chuối nào. Còn nếu nếu từ 1 đến 3, nếu từ 1 đến 4 thì sẽ có một quả chuối. Còn nếu từ từ 5 đến 9 sẽ có 3 quả à, 2 quả chuối. Còn nếu đạt đủ 10 điểm thì sẽ có 3 quả và giành chiến thắng. Ở trên cạnh màn hình thì mình ở trên cạnh màn hình thì mình có trang trí một sợi dây và có một chú khủng long ở dưới đây nói là cố lên. Tại sao bạn lại lấy ý tưởng là khỉ hứng chuối? Con lấy ý tưởng khỉ hứng chuối vì loài khỉ rất thích ăn chuối cho nên con chọn chọn ý tưởng này ạ. Con cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của con. Con xin hết. Các bạn có câu hỏi thì hãy hỏi đi, mình sẽ trả.